Cái bước là tạo nhóm hàng và tên hàng, là các bạn sẽ vào cái hàng hóa, tên hàng hóa, thì cái đây là bạn thêm thế này, thêm thì lúc đó bạn tạo nhóm. Hiện tại mình đang tạo hai nhóm này là nhóm bia và nhóm ngọt. Cái nếu như các bạn muốn tạo thêm thì mọi chiếc thêm thôi, thêm được bạn gõ có mã nhóm và tên nhóm là được thôi, là không cần thiết nữa đó. Ví dụ mình gõ thêm là nhóm 3 này, 03 nhóm, mã nhóm là 03 và nhóm sữa, rồi xong bạn thêm đã xong phải không, nó là thêm nhóm sữa, ví dụ như vậy thôi. Rồi hiện tại mình đang cài tất cả này, thấy không, gọi là nước ngọt này, để sữa mình muốn thêm tên sữa này, anh ta em sữa này, cái sữa a d em giao 180 ml, rồi cái đường tính là thùng. Đây là mình hướng dẫn các bạn tồn tạo ha, thùng mình bán thùng, phân phối bán thùng thôi. Cái này mình bán sỉ bán lẻ bán được các bạn ha, vừa bán sỉ bán lẻ. Nhưng tại mình giới thiệu cái bán sỉ trước đi, thì bán lẻ mình đã giới thiệu nhiều clip rồi, thì mình giới thiệu các bạn cái bán sỉ không sai thì cũng tương tự giống nhau thôi. Rồi enter, rồi các bạn như các bạn đơn vị tính này, nếu các bạn là tạo thêm cũng được thì các bạn, còn không các bạn cứ là thùng và lốc không sao, còn mà thùng thì thùng luôn. Nhưng mà nếu mà thùng và lốc á thì các bạn, nếu mà lốc chỗ này, lốc chỗ này thì chỗ này là các bạn là một lốc là 12 lốc, một thùng 12 lốc. Còn tiếp theo chỗ này này thì nếu các bạn tạo thùng và lốc á thì chỗ này sẽ là như thùng là 300 ngàn, còn lốc các bạn bao nhiêu tiền một lốc, như là 25 ngàn đó, nó khác như vậy. Còn hiểu không, như thế này rồi xong bạn lưu là xong đó. Mình hướng dẫn các bạn cách tạo nhóm và tạo cái tên sản phẩm xong mình thoát. Rồi bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách để mà nhập kho, là cái cũng có bước cũ thôi. Nhập kho thì bất cứ phần mềm nào cũng vậy, thì mình dùng cho phân phối hay bán lẻ, bán sỉ bán lẻ thì mình phải có cái tồn kho. Đó là tùy mình cái đơn vị muốn nhập kho hay không, cái bước nào cần thiết. Nếu nhập kho thì mình dẫn sơ sơ qua để các bạn biết mà để cái nhập kho này, cái nếu như các bạn cần ha. Vô nhập kho này, nhập kho rồi thì đầu tiên các bạn sẽ tạo này, cái ô bên ta trái này các bạn nhập tên cũng được để nhập kho, hoặc là ta phải tùy theo các bạn. Như mình muốn nhập bia can, gọi chữ can thì nó sẽ hiện lên tất cả các can lên, rồi bấm một cái chu vi là chọn này thì nó bung lên cái cửa sổ bên tay phải này, nhìn nhập 10 kết, giá của bạn bán này thấy không, 300 ngàn. Giờ bạn nhập 10 kết giá nhập vào bao nhiêu, nhiều các bạn nhập là 250 ngàn một kết, lưu xong. Tương tự như vậy nhập cái thùng 20 thùng bán ra 370 thùng, ví dụ mình nhập vào là 300 ngàn thùng, rồi lưu xong. Tương tự như vậy các bạn nhập Ken đi, Tiger Tiger của tiên ti xong, kết nhập 10 kết bán ra là 28 này, cái gì như các bạn nhập vào 200 ngàn lưu. Tương tự như vậy thùng nhập 20 thùng bán ra là 354, mình nhập vào 300 ngàn lưu đó. Các bạn thấy nhanh không, rất đơn giản mà nhanh nhập kho. Rồi xong mình ví dụ mình nhập hai loại thôi, là Ken và Tiger thôi, mình lại là mình nhập để tượng trưng cho các bạn xem cái cách thôi. Rồi thoát, rồi bán hàng này, cái cách bán hàng để cho nhà phân phối thì có hai cách. Nếu như các bạn bán cho khách hàng a, các bạn chọn mức giá nào thì lúc lần sau khách hàng đó, cách đại lý đó, khách hàng đó tới mua thì cái phần mềm nó sẽ tự động nhớ giá của khách hàng đó, là nó sẽ bán mức giá đó, các bạn không cần phải nhớ giá nữa, là cái cách để bán hàng thứ nhất. Ví dụ mình, ví dụ này mình, ví dụ mình vô tình một khách hàng mới hoàn toàn là làm đại lý cho mình tạo một khách hàng mới hoàn toàn, các bạn vô các bạn tạo là cái mã số như là 123 456, rồi tên, tên là Tinh Thúy, rồi mã điện thoại 0968 550 389, rồi các bạn bán hàng. Giờ tôi bán hàng, Ken, giờ Ken này, giờ Ken này
Nếu tôi bán giá nào, nếu tôi bán giá một này là 35 ngàn, nếu như ông này là đại lý, người khách hàng đại lý, tôi bán giá 2 258. Ok, rồi tiếp tục bán tiếp Tiger, rồi Enter thì nó bắt đầu thì nhớ giá hàng nó bán luôn 2 thùng. Rồi xong, có thấy không? Thì khi mà mình đã chọn khách hàng này bán giá 2 thì luôn luôn bán giá 2, xong mình xong mình thanh toán. Dạ. Đây, khách hàng tiền phí điện thoại. Đó là bán giá 2. Nếu lần sau khách hàng này tới mua lần nữa thì nó sẽ luôn luôn bán giá 2. Mình không cần phải nhớ khách hàng đó là mua cái mức giá nào mình không biết, tại vì ổng là đại lý đó mình đã một lần rồi, thì khi tới lần nữa mua thì nó sẽ bán mức giá đó, ví dụ 1 2 3 4 5 6. Rồi khi mình nhập khách hàng lên thì phần mềm nó hỏi này, thêm tên mã hàng từng mua trước đây hay không, nghĩa là có nghĩa là mình giải thích cho các bạn hiểu là nếu khách hàng này, cái đại lý này thường lấy những sản phẩm này thì khi mình nhập khách hàng này thì phần mềm nó sẽ hỏi, nó hỏi là khách hàng này có muốn lấy cái đơn hàng giống đơn hàng trước gần nhất hay không. Nếu như mà lấy đơn hàng giống đơn hàng trước thì mình nút OK thì nó sẽ lót lên những cái sản phẩm vừa rồi đã mua đơn hàng gần nhất. Thì lúc này mình chỉ cần nhập số lượng của khách hàng lấy hiện tại bây giờ, như là nhập lấy 2, lấy 3, rồi mình thanh toán, rất là đơn giản, nhanh, không cần phải nhập lại những sản phẩm nữa. Đó là cái cách thứ nhất để mà mình bán phân phối, không cần phải nhập lại, rồi thanh toán, rất là đơn giản, nhanh, nhanh, trình phân phối, không cần phải nhập lại những sản phẩm nữa, mà nó lấy nguyên cái đơn hàng đó nó lên. Nếu như trong những cái đơn hàng đó mình muốn không bỏ mặt hàng nào, bỏ bình thường, còn di chuyển lại số lượng là sao, rất là nhanh. Rồi cách thứ hai, mình cũng nhập khách hàng đó tiếp 1 2 3 4 5 6, rồi họ tiếp phần mềm nó cũng họ tiếp lần nữa, thêm tên đã từng mua trước đó hay là không. Nếu mình không lấy cái đơn hàng giống đơn hàng trước thì mình cancel, rồi mình sẽ bán những sản phẩm mới như là Coca, không lấy bia Tiger, không lấy Ken nữa. Enter thì nó vẫn bán là cái giá 2, nó vẫn hiểu khách hàng này đã mua của mình là mình đã được từng bán giá 2 thì nó nhớ giá 2, mình bán luôn. Ok, đó là số lượng hiện tại, số lượng là bằng không, mình bán luôn. Ok, không sao, tương tự như vậy. Sữa hay là những cái hàng khác, Pepsi, Enter, đó, Enter, rất đơn giản. Cho nên mình nói các bạn lại là có hai cách phần mềm mình viết những cái tính năng mới, có hai cách để bán cho nhà phân phối. Là thứ nhất là mình sẽ nhập khách hàng thì phần mềm sẽ tự động nhớ cái mức giá mình đã lưu cho khách hàng đó là mức giá nào, thì phần mềm nó tự động bán mức giá đó. Cách thứ hai là khi mình nhập khách hàng thì phần mềm sẽ hỏi là khách hàng này có mua những cái mặt hàng giống đơn hàng trước hay không, số lượng không cần nói tới. Nếu như mua giống thì mình ok, thì lúc đó mình sẽ nhập lại số lượng, còn những mặt hàng nào không có mình bỏ đi, mình thanh toán thôi là xong. Đó là những cái tính năng mới cung cấp của mình, là mình không cần phải nhập lại, không cần phải nhớ giá khách hàng đó là đại lý đó là cái giá nào, mình chỉ vô phần mềm mình chỉ nhập tên của đại lý nào thì phần mềm nó tự động nhớ giá đó, và nó sẽ tự động lót những đơn hàng thường xuyên lấy, rồi mình chỉ nhập số lượng mình thanh toán thôi là xong rồi. Đó là cái cách để mình bán hàng cho nhà đại lý, nhà phân phối, rất là nhanh tiện. Và trong phần mềm của mình nó có luôn công nợ nữa bạn ha, công nợ. Cái đây là những cái công nợ này là mình siêu thị luôn công nợ, ví dụ mình bán khách hàng tiếp theo bán anh cho anh khác số điện thoại 7741123 anh Trương Văn Thành,
rồi bắn nợ ken bắn 10 thùng, bắn 5 thùng, tiếp tục tiger gõ tt là xong rồi, enter 4 thùng. Nếu như khách hàng này mua nợ thì mình thanh toán nợ. Yes. In the bill. Các bạn thấy không? Rất là đơn giản. Phải thanh toán là 2.720.000. Rồi làm sao anh Thành mua nợ tiếp? Mình cũng nhập của khách hàng này. 7741123. Rồi thì anh Thành. Nghĩa là thêm tên hàng đã từng mua trước đây hay không? Nếu mua thì nếu mà mua những cái đơn hàng trước đó và mua thêm đơn hàng mới thì mình yes, ok. À thì nó lót luôn cái đơn hàng rất là lần nhất đúng không? Thì mình số lượng này mình nhập về mua đơn hàng mua 2 thùng. Rồi, đơn hàng này mua 2 thùng nữa. Rồi mua thêm đơn hàng khác. Coca. Enter 2 thùng. Rồi, đơn giản. Rồi có nợ hay không? Nó nợ thanh toán tiếp nợ tiếp. Yes. Rồi khách nhân viên chỉ cần đem hóa đơn tới cho khách hàng để giao hàng thì khách hàng chỉ biết là hôm nay tổng số tiền là 1.510.000 và nợ cũ là 2.720.000 và tổng nợ tới ngày hôm nay là 4.230.000, rất rõ ràng đó. Và người ở nhà, người thu ngân hay người chủ vẫn hiểu được là khách hàng đó nợ bao nhiêu tiền đã nhập. Khi mình nhập cái mã 774123 enter thì mình biết khách hàng nó nợ bao nhiêu tiền rồi. Nợ là hiện tại là 4.230.000 đồng, đó là rõ ràng. Rồi trường hợp tiếp theo mình sẽ nói tiếp. Tiếp theo không sao khách hàng tới mua tiếp nhưng mà khách hàng đưa số tiền lớn hơn thế nào. Rồi ông này tới mua tiếp và mua tiếp cái đơn hàng tiếp ken, mình báo tiếp đây các bạn ha, mình báo thử đây. Rồi tiger lo 5 thùng nữa. Rồi số tiền là tổng số tiền là bao nhiêu? 3.475.000. Lần trước nợ là 4.230.000. Bây giờ là tổng cộng số tiền là 7 triệu mấy, mình thanh toán. Thanh toán là. Rồi. Tổng số tiền nợ là 7.705.000. Còn thấy không? Rồi bây giờ này. Mình bán lại ông Thành còn nữa. Mình có lót cái đơn hàng trước hay không? Không, báo mới luôn. Thì báo mới hoàn toàn. Ken. Rồi. Enter 2 thùng này. Bắn. Giờ nó hết. Thế là hiện tại nó báo cái lỗi này á, trong kho mình nhập về ở ngoài rồi nhưng mà kho mình chưa nhập phần mềm nên báo lỗi có bán không? Mình bán luôn, ok. Tiếp tục ken. Lo 2 thùng. Rồi, Tiger. 34 thùng. Rồi, tổng tiền là 2.610.000, có nợ lần trước nữa 7.705.000, mình thanh toán. Yes. Đó. Thì tổng cộng nợ. Rồi bây giờ khách hàng muốn trả nợ thì mình vô đây phí thu, rồi mình thêm cho mình chọn là thu nợ, chọn khách hàng nợ chưa hoàn thành. Rồi số tiền trả kêu mình trả 5 triệu. Rồi nội dung thu là thu nợ khách hàng. Rồi ghi chú gì đây? Trả lần 1. Rồi lưu. Xong. Rất đơn giản. Rồi bây giờ mình muốn xem lại công nợ khách hàng. Rồi mình nhập đây thấy không? Ông Trương Thành đóng nợ này là 10.315.000, đã thu 5 triệu còn nợ là 5.315.000. Rất rõ ràng. Muốn xem chi tiết hiển thị đây, đây lịch sử công nợ mình xem tất cả hết, rất là rõ ràng đó. Đó. Muốn xem chi tiết là những cái sản phẩm nào, ngày nào mua những cái hóa đơn nào, ngày nào thì mình xem rõ ràng đó, rất là rõ ràng các bạn ha. Nên mình xem là mình khi click double mình xem là những cái hóa đơn nào nợ những cái hóa đơn nào và ngày nào và tổng bao nhiêu tiền, rõ ràng. Đây là mình giới thiệu các phần mềm